mong vui gieo khổ cho người, được vui sao thoát khỏi người oán than. Việc đáng làm không làm phóng tung, tánh kiêu căng lộ hoặc sẽ tăng. Đệ tử Phật phải năng niệm Phật, niệm pháp mâu nhớ bậc chân tu, diệt ái dục quán sắc thân, có luôn tình giác mới gần. Tức là chúng ta chỉ còn một tháng nữa thì sẽ chuẩn bị cho ngày cuối năm của Tây Lịch. Rất là lâu không có thời gian để trở lại cái giảng đường của chúng ta, bởi vì sư phụ cũng có quá nhiều công việc bận trong những năm cuối. Bây giờ đang làm một số công việc của Ni Viện với Queensland. Và cái vài hôm nữa thì phải đi Hoa Kỳ với Canada trong thời gian 5 tuần lễ, và cũng có 4-5 cái buổi pháp thoại giảng bên hai cái khóa tu mình đó. Đó là lý do mà một năm thì cái lịch giảng tại đạo tràng của tổ đình của sư phụ nó giảm đi, còn lại thì chừng vài ba lần thôi. Và những ngày giảng khác thì có thầy trụ trì hoặc là có các vị khác họ đến để giúp cho các Phật tử và đại chúng của đạo tràng chúng ta cũng có dịp để mà nghe những buổi nói chuyện của các vị tăng, đôi khi cũng có đi để mình có thể thay đổi một vài cái suy nghĩ về cái kiến thức học Phật của mình. Quý Phật tử đều khỏe phải không? Thật ra thì cũng có nhiều vị suy nghĩ rằng khi mà sư phụ đi thường với lại không có ở tổ đình, cái giảng đường của chúng ta thì nó sẽ vắng đi, bớt đi, cũng như học trò nó lười, nó nghỉ học nhiều hơn. Nhưng mà thiệt ra thì nó không phải là như vậy, mà bất cứ một cái môi trường nào thì nó cũng sẽ có một cái thời điểm của nó. Và
giống như mình nói là cuộc sống nó trôi chảy cũng như là impermanent vậy, nó không có thường, nó không có vĩnh viễn, và cuộc đời giống như một dòng sông vậy. Có lúc nó trôi bồng bềnh, có lúc nó qua thác ghềnh, có lúc qua những cái khúc rộng, có lúc qua những khúc hẹp, và đôi khi đó nó trước khi nó ra biển cả nó cũng phải trải qua nhiều cái thăng trầm của nhiều cái quốc gia, đặc biệt là cái dòng sông nổi tiếng ở Việt Nam mình nữa là sông Cửu Long, nó nối tiếp với cái dòng sông Hằng của Ấn Độ và đi ngang qua Trung Quốc. Các vị có coi ký sự sông Hằng đó không? Rất là hay. Và để trở thành một cái dòng sông lớn ở Việt Nam mình nữa, gọi là sông Cửu Long, nó đi qua trong đó có Lào, Campuchia, trở thành biển hồ á, thì cái nguồn gốc của những dòng sông mà mình thấy lớn vậy, đi qua tới mấy ngàn cây số của nhiều quốc gia vậy, nó không có đơn giản là nước nó từ đâu, tức là từ của cái Himalaya, tức là tuyết á. Và mỗi một lần khi mà tuyết nó tan, nó chảy ra vậy, nó tạo thành những cái dòng chảy và nó kéo dài qua hàng năm mười quốc gia vậy. Thì cái dòng mà truyền pháp hay là cái cách sinh hoạt của đời con người hay là trong tôn giáo cũng giống vậy. Nó cũng có những cái lúc mà nó mạnh mẽ, có lúc rộng rãi, có lúc nghĩa là eo hẹp, có lúc thác ghềnh, cũng có lúc trồi lúc sụt. Và do vậy mình không có một cái nhu cầu rằng lúc nào mình cũng nghĩ rằng nó cũng như vậy. Và khi mình suy nghĩ được điều đó rồi thì mình sẽ thấy được cái giáo lý của Đức Phật Ngài tuyên thuyết đó. Chúng ta phải học Phật, phải nắm rất là rõ những cái yếu tố đó để mà con người mình có thể đạt được cái sự nghĩa là tự tại. Tự tại tức là gì? Là một nghĩa khác có nghĩa là của sự thông dong thôi. Tức là đến, đi, rồi còn, mất, nhiều, ít, thạnh, si. Nó chỉ là một trong những cái nghĩa là môi trường tương đối của cuộc sống, không có thể thiếu được. Và do vậy khi mà nó đến với mình cũng vậy, mình cũng rất là bình thường, bởi vì mình đã thông dong rồi. Thông dong tức là tự tại. Giống như mây trời vậy, nó thông dong tức là nó đủ duyên á, thì nó kết hợp trở lại, nó bồng bềnh trôi hết chỗ này qua chỗ khác. Đời của người cũng vậy, nó bồng bềnh trôi. Và kể cả kiếp nhân sinh của mình cũng vậy, mình bồng bềnh mình trôi từ khi còn nhỏ. Có nhiều người từ sinh ra ở Trung Quốc trôi qua Việt Nam, bồng bềnh qua Úc, rồi giờ không biết bồng bềnh gì đâu. Thành ra cuộc đời giống như là mây vậy. Thì cái Phật pháp lưu truyền cũng giống vậy. Và chính vì điều đó mà cái người học Phật phải đạt được những cái yếu tố chính căn bản của cái việc học Phật để mình có thể đạt được những cái sự lợi ích. Và qua cái sự nghĩa là nắm chặt những cái chìa khóa hay là những cái phương tiện để hành trì để mà tìm hiểu giáo pháp á, thì sẽ giúp cho hành giả, tức là giúp cho chúng ta đã có những cái cách học Phật á, nó rõ ràng và nó không có bị lôi cuốn vào những cái môi trường phức tạp khác, cũng như là tạo thành những cái sự nghĩa là nghi ngờ hoặc là chán nản hoặc là mệt mỏi. Dĩ nhiên là cái chương trình mà giảng dạy hoặc là truyền pháp cũng vậy, gọi là sư phạm á, thì nó cũng có những vị giảng sư đó mà họ chuyên về sư phạm, tức là trường lớp. Có những vị mà họ chuyên về vấn đề nghĩa là xã hội, đạo đức, tâm lý. Có nhiều vị giảng chuyên về kinh. Và nó tóm lại là trong cái ngành
truyền pháp hay là trong ngành giảng sư thì nó đòi hỏi còn phải là một cái gọi là năng khiếu. Cho nên có nhiều người thì thuyết trình về một cái đề tài, một giáo lý thì rất là sống động và làm cho mình có được những cái sự nghĩa là tiến bộ hoặc là nghe hiểu nhiều. Nhưng mà có những cái vị giáo sư đó, có những vị thầy đó họ học rất là giỏi, nhưng mà cái năng khiếu về trình bày cho những cái môn học hoặc những cái đường lối đó, thì họ rất là hạn chế, cho nên học trò nó ngủ gục luôn, nghe rất là ngán. Khi mà sư phụ còn đi học cũng vậy á, có một hòa thượng rất là nổi tiếng, rất là giỏi, tiến sĩ, nhưng mà ngài viết sách với là nghiên cứu thì sâu lắm, nhưng mà tội nghiệp lắm, ngày giảng hả, trong lúc là ngày ngồi giảng, ngày lật sách ra, ngày bắt đầu ngày đọc, ngày giảng á, ở dưới mấy học trò nó quýnh cà rô không à. Cái lát lâu lâu cái ngày nhìn ngày biết rồi, ngày cười cười cái ngồi, tôi nói tới đâu rồi ha. Bây giờ hòa thượng đã viên tịch rồi. Còn ôn viện trưởng tức là thầy mà dạy của sư phụ hồi đó cũng vậy. Ôn lên là ông ngồi là con mắt của ôn là cái bằng lông mi nó dài lắm, cho nên ông giống như nhắm vậy đó. Ông nói chuyện vậy đó. Đều vậy thôi. Ai nghe không nghe thì thôi. Lâu lâu ông mới có mỉm cười chút xíu thôi, chứ ông không có. Và cũng có những vị họ giảng sư, trong đó có là Hòa Thượng Từ Thông á, là coi như là khi mà ngài giảng là ngài lên trên giảng đường là đứng phải có cái bảng, bắt đầu ông viết là ông tới múi giỏ luôn. Và đôi khi nghĩa là ca cải lương. Ngài rất là giỏi, rất là thông. Cho nên mỗi một cái vị đó họ sẽ trình bày cho mình một cái khía cạnh Phật học. Nhưng mà quan trọng của người học Phật là chúng ta phải có thái độ học Phật và có những cái chìa khóa để mình đi vào cái con đường đó. Nếu không thì cho dù có vị nào họ có truyền đạt cách nào nên mình cũng không có chìa khóa, thì cũng giống như là mình không có vào được cái ngôi nhà Phật Pháp, tức là mình không có đi sâu được cái đó. Sư phụ gần đây thì hay giảng về Kinh Pháp Cú trong bao nhiêu năm vậy? Có nhiều người hỏi nó hết chưa thì nó chưa hết, bởi vì biết hồi nào cho nó hết. Thì ra Kinh Pháp Cú nó tổng cộng lấy từ tiểu bộ kinh chúng ta có 26 phẩm thôi, thì 423 câu. Nhưng mà mình có thể giảng nhiều lần, nhiều phẩm, và cũng có thể giảng một phẩm trong nhiều lần và nhiều thời gian khác nhau. Cũng giống như khi nào mà các Phật tử đọc bài kinh Bát Nhã Tâm Kinh đó, bây giờ mình đọc khác, 10 năm sau mình đọc mình sẽ hiểu khác. Cũng như một cái bài tụng bài kinh đó mình tụng hoài, nhưng mà lúc mình mới bắt đầu học tụng kinh đó mình tụng khác, 10 năm sau mình tụng thì cái sự thâm nhập và cái sự hiểu và cái sự cảm nhận về cái lời kinh nó khác. Kể cả chú Đệ Bi, có nhiều Phật tử chưa có thuộc chú Đệ Bi, và có nhiều Phật tử thuộc chú Đệ Bi, nhưng mà thật ra trì chú Đệ Bi đó, mỗi lần trì chú và mỗi lần cảm nhận nó đều liên hệ đến cái phần đó là gia tâm hiệp lực, cũng giống như là chính cái niềm tin và cái sức mạnh của mình về cái ý niệm về cái thần chú đó, nó mới tạo thành một cái năng lực không giống nhau. Thành ra cũng giống vậy, Kinh Pháp Cú mà giống như mà các vị thường nghe là nó nhiều lắm, nhưng mà mỗi một vị họ có thể giảng cho mình hiểu một cách khác nhau. Và mỗi một lần mình nghe mình sẽ thẩm thấu khác nhau về cái lời dạy của Đức Phật ở trong kinh. Và đặc biệt Kinh Pháp Cú lần này đó thì giới thiệu cho các Phật tử thì tính là phát cho tặng cho các vị mỗi người một quyển.
Nhưng mà còn một số thì tính là để lại là để Tết, tặng làm quà Tết. Nhưng mà bữa nay đem lên thì thôi, thì khi nào tặng lát nữa các Phật tử nào muốn thì chúng ta sẽ giữ một cái quyển này. Kinh Pháp Cú này thi hóa, tức là phần chính của nó là thi hóa phần đầu. Thì trong thời gian mà mùa đại dịch đó, tức là Covid, thì sư phụ ở dưới Queensland đó, ra trên rừng núi đó, rồi cũng buổi tối hoặc buổi sáng không làm gì, thành ra ngồi đọc xong rồi bắt đầu chuyển nó thành thơ. Thơ lục bát, và nói chung là chuyển ngữ một cách cho nó dễ hiểu và nó có vần để cho các Phật tử khi nào đọc nó sẽ hiểu được dễ hơn theo cái bản dịch nguyên thủy của Ôn Minh Châu. Ôn Minh Châu thì ôn rất là trung thành với cái lời kinh của Phật, Từ Tạng của Bali, mình gọi là cái bằng kinh nguyên thủy. Cho nên nó là một trong những Tam Tạng Pháp Sư dịch giả và người đã có công chuyển kinh tạng, tức là năm bộ của kinh tạng nguyên thủy đó, chuyển qua thành tiếng Việt. Thì trong đó nó có cái bộ tiểu bộ kinh đó, là một trong năm bộ tăng chi đó, trong tiểu bộ kinh đó, Nikaya, thì kinh Pháp Cú là một trong phần của tiểu bộ kinh. Và đối với lần trước chúng ta có giới thiệu là kinh Pháp Cú này á, ở tại tất cả các nước Phật giáo của Nam Tạng, mình gọi là nguyên thủy đó, thì coi như là một trong những quyển kinh được gọi là kinh lời vàng, là cái bản kinh quan trọng nhất để cho hành giả, những người học Phật. Đây là cái lời dạy của Phật, mà nói theo ngôn ngữ Việt Nam mình là nó bình dân lắm, vì ngôn ngữ của Bali tức là ngôn ngữ của bình dân, trong khi ngôn ngữ của Sanskrit hay là kinh Đại Thừa thì nó thuộc về ngôn ngữ của quý tộc. Ở Ấn Độ nó chia ra như vậy, và cái ngôn ngữ Bali nó bình dân, cho nên vì vậy cái kinh Pháp Cú á, nó cũng rất là bình dân. Theo cái truyền thống á, thì kinh Pháp Cú nó trở thành một cái dạng giống như mình gọi là ca dao vậy. Nó được lưu truyền và nó gồm, nó được trích ra từ 300 cái tích truyện trong thời của Đức Phật. Và những cái lần như vậy thì Đức Phật Ngài nói một cái câu ngắn, nó trở thành giống như những câu kệ vậy, 5 chữ hoặc là 4 câu hoặc là 8 câu. Rồi sau này các vị họ kết tập trở lại thì tạo thành nó được tên là cái bằng Dhammapada, tức là Pháp Cú, hay nói theo là đi theo gót chân của Phật, hay nói là lời của Phật dạy. Nếu nói theo cái tinh thần mà học Phật á, thì kinh Pháp Cú á, là dạng kinh bất liễu nghĩa. Bất liễu nghĩa. Sau này khi mà các Phật tử bắt đầu học Phật, các Phật tử sẽ có những chìa khóa quan trọng. Thì trong đó nó có cái chìa khóa về giáo lý tứ y. Khi học Phật là mình phải nắm vững cái giáo lý tứ y. Vậy giáo lý tứ y là gì? Là y pháp bất y nhân là một, y nghĩa bất y ngữ là thứ hai, và y trí bất y thức là thứ ba, và thứ tư là gì? Y liễu nghĩa mà bất y bất liễu nghĩa. Như vậy là chúng ta có bốn cái phải y, tức là y cứ nương dựa, và bốn cái không có nên y cứ nương dựa. Đó là một cái chìa khóa để bắt đầu, khi bắt đầu mình học Phật. Vì vậy có nhiều người học Phật á, khi bắt đầu chúng ta làm Phật tử, chúng ta học Phật, chúng ta đến đạo tràng hay chúng ta đến chùa, thì mình không có cái y đầu tiên là mình dễ bị lầm lẫn lắm. Ta gọi là y pháp bất y nhân, có nghĩa là mình phải y cứ nương tựa vào pháp là Phật pháp, nói theo kinh ngôn ngữ chính của kinh Đại Bát Niết Bàn, nghĩa là mình y pháp tánh, y Phật tánh, chớ không y nhân. Nhân là gì? Nhân là con người, là vô thường, là sự chuyển hóa có thể thay đổi và không thật. Trong khi nghĩa là Phật tánh, pháp tánh
là thường trú, là chân ngã. Thì trong bốn đức Niết Bàn á, nó có nghĩa là cái bằng thường lạc ngã tịnh. Thì cái chữ ngã của Niết Bàn đấy, đây chính là Phật Pháp thường trụ. Cho nên yêu cầu người học Phật phải y cứ vào cái Phật Pháp thường trụ, chứ đừng có y cứ vào cái sự thay đổi biến hóa vô thường của đời người hay là của hoàn cảnh. Thì cái đầu tiên là như vậy, gọi là y pháp bất y nhân. Thì có nhiều người nói rằng là muốn đến học Phật hay là muốn đến học với thầy, mà ông thầy ông dạy vậy làm sao học được, hay là ông thầy cái hành vi, cái thái độ, cái tư duy, cái phẩm hạnh của người đó mình không có, không chịu. Thành ra vì vậy mình nói rằng là thầy nó thể tu mà thầy dạy như vậy, nhưng mà thầy không làm được vậy thì làm sao mà Phật tử phải làm được. Đó, đó là cái câu mà thường thường mình hay đặt ra. Nói rằng là mình muốn đến cái chùa đó mình tu, nhưng mà cái chùa đó họ sinh hoạt vậy, họ làm vậy thì làm sao mình tu được. Thì đầu tiên là mình đã sai cái bước đầu, tức là cái bằng mình sẽ y pháp chứ không có y nhân. Giống như là các vị biết là khi một cái vị mà họ trở thành xuất gia, họ trở thành người xuất gia, họ thọ giới xong rồi và họ truyền pháp, và bắt đầu khi họ giảng dạy, họ ngồi đó, họ có thể là mới có 1, 2, 3 tuổi hạ thôi, thời gian họ xuất gia chưa lâu cũng không sao. Nhưng mà khi mà quần chúng muốn thỉnh để cho vị đó truyền pháp hay là vị đó giảng dạy đó, tới 500 tới 1.000 người đảnh lễ, thì người ta sẽ ngại, cái người mà ngồi đó sẽ nghĩ rằng bởi vì người ta lễ vậy là mình tổn thọ lắm. Thứ nhất là mình mới tu, chứ hai mình đâu có phước báo gì đâu mà phải để cho mấy người già cả đồ, nghĩa là lớn tuổi rồi, họ xưng là con mà họ đảnh lễ, là bây giờ mình phải làm sao. Thật ra là nếu cái người ngồi là một vị giảng sư hay một vị truyền giới sư đó, là không có suy nghĩ vậy. Suy nghĩ vậy là mình đã học đạo chưa có đến, mình chưa có đúng mức. Thật ra mình ngồi đó là thôi họ đảnh lễ, không phải đảnh lễ cá nhân tự ngã, họ không phải đảnh lễ con người của mình, mà họ đảnh lễ cái gì? Cái giáo pháp, đảnh lễ cái Phật pháp, và đảnh lễ cái gì? Cái truyền thống. Giống như là cái bằng đảnh lễ, nghĩa là tổ thầy, ông bà, tổ tiên của mình, tức họ đảnh lễ Phật pháp tăng qua con người của mình, chứ không phải đảnh lễ cái bản ngã tứ đại xác thịt của mình. Cho nên khi mình hiểu vậy rồi thì mình mới dụng công mình tu tập để mình vẫn ngồi, và cái sự lễ của họ đó, thành tâm và chú hướng của họ, khi họ lễ vậy đó thì toàn bộ nó đi vào cái chiều sâu và cái chiều cao của Phật pháp, mà nó không có ảnh hưởng gì tới mình hết. Còn nếu mình chỉ cần khởi lên một ý niệm đó, là ta, là tôi ngồi đây đó, thấy không? Vậy nè, biết bao nhiêu người lễ, thì ngay lúc đó toàn bộ cái công đức của mình và toàn bộ sự tu hành của mình sẽ bị tan nát hết, tức là gọi là mình sẽ bị tổn phước thật sự đúng nghĩa của nó. Cho nên ngày xưa chúng ta mới đọc trong kinh, trong Từ Bi Thị Sám đó, Ngộ Đạt Quốc Sư, các vị biết không, chỉ mới nghĩa là 8 tuổi là lên tòa Sa Môn Sa Di Thiết Pháp Sa Môn Thính. Sa Di có 8 tuổi tới 10 tuổi mà ngồi tòa thuyết pháp, mà tỳ kheo phải ngồi nghe, tức là tài giỏi vậy, và dụng công tu hành rất là tinh chuyên, cho nên là được nữa là vua đó mới trọng dụng, ban cho một danh hiệu nữa là quốc sư. Quốc sư là thầy gì? Thầy của nước, tức là thầy của vua, mà thầy của quốc gia luôn. Rồi vua mới tặng cho, cúng dường cho Ngộ Đạt Quốc Sư một cái tòa. Tòa tôi gọi là Trầm Hương Tòa. Cái tòa bằng gỗ trầm hương, gỗ quý vậy đó, chứ không phải cái đồ cổ này đâu nghe. Chứ không phải cái ghế giống vậy. Trầm Hương Tòa. Mà Ngộ Đạt Quốc Sư á,
không phải là cái người mình gọi là cái người không có công hạnh, không có nghĩa là oai nghi, rất là cao thượng và tu hành rất là chín chắn. Cho nên Ngài đã, ngay khi còn làm chú tiểu và làm sa di trong chùa, Ngài đã chăm sóc một vị tỳ kheo ghẻ lỡ đó, đến nỗi nghĩa là giúp đỡ, nghĩa là giống như mình gọi là bây giờ bị liệt vậy đó, tắm rửa này kia. Nhờ cái phước báo đó mà người Ngài chăm sóc cái vị tỳ kheo đó là một vị A-la-hán. Cho nên nghĩa là vị A-la-hán đó trước khi từ giả Ngài mới nói rằng sau này có nạn gì đó, thì đi tìm đến cái núi đó để tìm gặp tôi. Thì khi mà ngộ đạt được làm tới quốc sư rồi, các vị biết không, Ngài chỉ ngồi lên cảm thấy thôi, cảm giác rằng cho mình phải nói rằng công đức tu hành làm sao không biết, nhưng mà ngồi cái tòa này bằng trầm hương thấy nó quý quá, mà ngồi lên thấy con người mình nó khác lạ. Chỉ có cảm giác vậy thôi á, là cái người mà gọi là cái con ma mà đã đi theo Ngài 10 kiếp nhập vào mới làm thành một cái mục gọi là nhân diện sang dưới chân của Ngài. Thành ra gọi là mục ghẻ biết nói tiếng người, nó đòi ăn thịt không à, nó ở dưới đầu gối của Ngài, không có một lương y nào trị được, dù đó là thái y của vua trị cũng không hết. Sau đó Ngộ Đạt mới lên trên núi đi tìm theo cái lời dạy chỉ dạy của vị tỳ kheo đó, đi tìm và đi tới cái suối đó để mà rửa quan. Trước khi Ngài rửa đó thì Ngài mới biết được cái câu chuyện tại sao mà Ngài bị cái mục ghẻ gọi là nhân diện sang đó. Tức là do gì? 10 kiếp trước Ngài làm quan và đã nghĩa là giết quan, tức là mình gọi là cái bằng làm quan, bây giờ mình gọi là quan tòa, đã phán xử quan cho một người. Cho nên vì vậy cho nên cái nghĩa là triệu thố đó, là cái hương hồn, cái linh hồn của triệu thố đó theo Ngài tới 10 kiếp. Mà theo 10 kiếp mà không thể nhập được, không thể phá được. Tại vì sao vậy? Cái công đức tu hành của Ngài nó quá gọi là miên mật, kín đáo đến mức độ nghĩa là oai nghi của Ngài không có một cái sự sơ hở, không có một cái sự ngã mạn nữa, chỉ làm công đức, chỉ làm phước, chỉ chuyên tâm tu hành. 10 kiếp như vậy mà cái gọi là cái nghiệp của chủng tử của triệu thố không thể xâm nhập được. Cho đến khi mà Ngài làm tới nghĩa là quốc sư rồi, sa di là đã thuyết pháp rồi, vậy mà chỉ cần ngồi lên cái ghế mà cảm nhận một cái sự nghĩa là khác lạ, hạnh phúc. Đây có thể là nó không phải là Ngài nghĩa là tự cao, là cái bằng nói rằng ta đây là ngon lành lắm, ta làm quốc sư, ta ngồi cái ghế trầm hương, không phải vậy đâu. Ngài chỉ khởi lên một cái ý niệm cảm giác rằng thoải mái, thích thú, giống như bây giờ mình gọi là comfortable, tức là mình ngồi lên mình cảm thấy nó êm sướng. Chỉ cần khởi lên ý niệm đó là triệu thố đã xâm nhập vô trả thù. Nếu nói vậy thì để mình biết rằng nếu mà chúng ta làm Phật tử hay là những người xuất gia bây giờ, mình sẽ tu bao nhiêu kiếp để mình có thể miên mật là trong vòng 10 kiếp mà không có một chỗ nào hở. Chỉ cần một lời nói vô tình, một lời nói vô tâm, một lời nói ác ý là mình đã nghĩa là tạo ra không biết bao nhiêu nghiệp rồi. Thì làm sao mình có thể nghĩa là cái bằng đóng khung được cái con người của mình trong vòng 10 kiếp mà oai nghi không có lộ. Giống như mình gọi là một cái bức tường nó kín đến mức độ nghĩa là 10 kiếp mà người ta kiếm chỗ để người ta tấn công, không có chỗ mà lỗ nào mà lọt được hết trơn. Các vị biết là một cái linh hồn, một con ma mà đi theo 10 kiếp mà không tìm được một chỗ để có thể phá hoại được cái sự tu hành, thì đủ biết là Ngài Ngộ Đạt Ngài tu hành cỡ nào rồi. Rồi cuối cùng khi mà cái linh hồn đó nó nói xong rồi, nó mới nói rằng nhưng mà vì nhờ Ngài đã có cái trong thời gian mà Ngài tu, Ngài đã làm giúp cho nghĩa là vị A-la-hán mà cái bằng không có sợ dơ chùi, nghĩa là rửa, tắm rửa cho một vị A-la-hán đó, mà nên công đức đó cho nên bây giờ Ngài mới được nghĩa là chỉ đến chỗ này, ra con ngọn suối này chỉ cần rửa lên một cái nữa là một ghẻ nó tan biến. Từ cái lịch sử đó chúng ta mới có cái quyển Từ Bi Thủy Sám, tức là nước từ bi để tưới lên để sám hối tội lỗi của mình đó. Cái quyển kinh được gọi là cái quyển được gọi là Từ Bi Thủy Sám, nó không phải là kinh, cũng như Lương Hoàng Sám không phải là kinh,
tất cả những cái mà các vị đọc, các vị tụng, các vị nghe như vậy đó, các vị thấy rất là quý báu, rất là cần thiết. Nhưng mà nó là bất liễu nghĩa kinh. Cái người Phật tử sau này đó phải học là cái bằng không có y cứ vào bất kỳ liễu nghĩa kinh được. Làm sao vậy? Cho nên chỉ riêng cái phần tứ y không là các vị thấy là nó rất là quan trọng để mình có được cái chìa khóa đó mình học Phật. Cũng giống như mình, sư phụ nói quyển kinh Pháp Cú này cũng vậy á. Mình học rất là cần thiết, rất là hay, rất là quý cho cái người học Phật bây giờ. Do đó cho nên nghĩa là suốt cái thời gian nghĩa là không biết một hai tháng rồi đó, mà sư phụ đã chuyển nó, nghĩa là chuyển khoảng 2000 câu thành ra những câu thơ. Câu thơ nghĩa là lục bát để cho các Phật tử dễ hiểu và dễ đọc. À, và sau này nghĩa là làm một phần vậy là có thể các vị đọc về cũng như là đọc kinh luôn cũng được. Nó là kinh, rất là dễ hiểu. Dĩ nhiên là có những cái ngôn ngữ nó sẽ không có sát với cái lời của nghĩa là ông Minh Châu dịch. Bởi vì nếu mà dịch theo trong cái bản nguyên bản vậy mà không có giải thích đó, và không có soi rõ thì nhiều khi các Phật tử sẽ bị hiểu lầm. Chẳng hạn như trong này cái phẩm mà chúng ta nói hôm nay đó, phẩm nữa là tạp, phẩm chắc tạp dụ, đúng rồi, phẩm tạp tạp lục. Nó có cái câu 294 á, thì nghĩa là trong bản Bali á, ông Minh Châu dịch á là sau khi giết mẹ cha, giết hại vua, giết hai vua sát lỵ, giết vương quốc quân quần thần, vô ưu phạm chí sống, tức là sau khi giết mẹ, giết cha, rồi giết nghĩa là quần thần, giết quốc vương, thì sống một đời sống vô ưu đó, vị phạm chí đó, sống như vậy. Nếu mà cái người không có học chuyên môn á, không có đi sâu vào kinh điển á, đọc xong rồi không biết tại sao lại cái người mà gọi là phạm chí, tức là cái người có những cái phạm hạnh mà lại giết như vậy. Đó. Rồi câu 95 là sau khi giết mẹ cha, hai vua Bà La Môn, giết hổ tướng thứ năm, vô ưu phạm chí sống. Dịch đúng nguyên bản từ Bali ra như vậy. Vì sợ rằng các Phật tử sẽ hiểu lầm, cho nên khi mà sư phụ làm chuyển thành thơ, rồi mới viết vậy để cho các vị có thể dễ hiểu. Sao gọi giết mẹ, giết cha, chính trừ ái mạng, giết vua hại đời, chấp thường hay chết mất thôi, tức là thường kiến và đoạn kiến đó, phạm chí đoạn tận, thảnh thơi sống còn, cha mẹ vua cũng đã chôn. Ở đây không phải là chôn người chết, mà cha mẹ vua cũng đã chôn, thường kiến đoạn kiến, quốc dân đầu hàng, còn nghi hổ tướng ái tham, đều tận diệt sạch, chứng hàng vô sanh. Tức là nếu mình muốn chứng được cái hàng vô sanh, sống một đời sống giống như một cái người nghĩa là phạm hạnh đó, thì mình phải diệt trừ tham ái, diệt trừ đoạn kiến, thường kiến, diệt cả nghĩa là hai cái vị vua là cái bằng giữa ngã mạng. Đó, thành ra khi chuyển thành thơ là chuyển vậy, để khi mà các Phật tử đọc, các Phật tử có thể hiểu, có nghĩa là mình sẽ biết được rằng mình sẽ y vào pháp chứ mình không y vào nhân là sao? Là cái người truyền pháp hay cái người nói, đôi khi họ mình nghĩ rằng họ làm không được. Họ làm không được vậy thì tại sao mình phải làm? Chứ không phải. Chính vì cái giáo lý tứ y nó sẽ dạy chúng ta một điều rằng có một thí dụ rất là dễ hiểu rằng nếu vì để lấy một cái viên ngọc hay là viên kim cương ở trong một cái bọc da thúi thì người ta sẽ không có ngần ngại mà thò tay để lấy cái viên kim cương đó mà không có sợ rằng cái bọc da thúi. Cũng như vậy, vì để học và hiểu được, thành đạt được cái giáo lý cao thượng là chánh pháp thì mình không phải vì cái người nói đó mà từ bỏ cái viên minh châu quý giá mà mình muốn lấy. À, cũng giống như bây giờ các vị cứ suy nghĩ nè, bây giờ mình đeo một cái hạt kim cương 5D, 7D gì đó không biết không, 5-10 carat gì đó. Bây giờ nó giọt lọt trong toilet rồi, các vị có muốn thọt tay vô lấy không? Có ai mới nói là thôi nó dơ quá bỏ luôn không? Không. Tại vì cái phần của mình muốn á, là mình muốn lấy lại cái viên kim cương hay là cái
chiếc nhẫn của mình, mà mình không ngại cái, không vì cái túi dơ. Cũng giống vậy, cái người truyền pháp, tức là gọi là nhân, đôi khi nó không có đạt được, hoặc là chính bản thân người đó họ không phải là người tốt, người cao thượng. Nhưng mà nếu họ truyền đạt, họ thuyết giảng những giáo lý chân chánh, thì mình sử dụng để mình lấy cái giáo lý chân chánh đó. Quan trọng là để mình tu, chứ không phải vì người. Cũng giống như vì cái, giống như có nhiều người nói rằng đó là tôi đến cái chùa đó tôi thấy vậy, thấy cái người đó vậy cho nên tôi không có đi nữa. Cái đó là mình sai, là vì mình y nhân mà mình không y y pháp. Vấn đề mình đi chùa là để làm gì? Để tu, để sửa, để tìm nơi thanh tịnh và để an ổn tâm thần, chứ không phải vì mình tìm người để làm thỏa mãn cái tự ngã và tự ái của mình. Nếu mà người ta dồn dập, nếu mà người ta ân cần người ta, nghĩa là cái bằng nghĩa là o bế, người ta ngọt ngào, người ta tặng phẩm cho mình, thì mình thấy rất là hạnh phúc, mình thấy rằng cái chùa này xứng đáng để đến. Thì mình đến gì? Vì người và vì tài lợi, và vì cái lợi dưỡng cũng như là tự ngã của mình, chứ không phải để mình tu tập, mình thay đổi và mình sửa sai. Cho nên cái câu đầu tiên trong giáo lý tứ y là y pháp bất y, y nhân. Cái thứ hai là mình sẽ y gì? Y nghĩa bất y ngữ. Là mình phải căn cứ vào cái nghĩa lý của nó, cái sự thật của nó. Chứ mình đừng có căn cứ vào cái lời, cái ngôn ngữ. Cái chữ của nó văn dĩ tải đạo, tức là cái lời văn tất cả là để cho nó chuyển đạt, nó đưa đến cái phần để cho mình có thể là hiểu được cái ý nghĩa chính của nó, chứ không phải là mình bám vào cái lời văn đó rồi mình sẽ bị hiểu lầm và mình làm sai. Cũng giống như bây giờ kinh mà các vị đọc á, trong đó kinh Phổ Môn, nếu mà các vị y vào ngữ á, thì các vị sẽ bị lầm lẫn cái lời của Phật dạy. Thay vì kinh đó là kinh liễu nghĩa, mà mình chỉ cần lầm lẫn ngữ thì nó trở thành bất liễu nghĩa. Trong đó Phật có nói trong kinh Pháp Hoa, bây giờ mình lấy ra diễn dịch qua của kinh mà được gọi là đã chuyển thành văn thơ, là nói rằng là cầu nam thì đặng sanh nam, cầu nữ sanh nữ chí tâm đắc thành. Nếu mà cầu nam được thì trai lành đức trí, cầu nữ sanh gái quý đẹp xinh. Tức là nói là Bồ Tát Quan Âm, nếu mà người nào muốn cầu con trai mà tha thiết cầu nguyện với Bồ Tát Quan Âm thì được sanh con trai, mà con trai là trai lành đức trí. Mà nếu mà cầu muốn là con muốn con gái thôi thì cầu nữ sanh gái quý đẹp xinh. Nếu mà chúng ta y cứ vào ngữ á, là chúng ta sai rồi. Chúng ta sai rồi. Các vị biết là con là gì? Con là nợ của mình mà. Cho nên Bồ Tát đâu có muốn cho mình nợ làm gì. Bây giờ con trai con gái. Trời ơi, bây giờ ở xứ này, nhất là ở xứ Tây, các vị biết không? Ai có con rồi mới biết được á. Việt Nam mình họ nói từ nghĩa là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, còn đây con đặt đâu cha mẹ ngồi đó. Cái gì mình cũng phải theo con hết trơn. Bây giờ con nó muốn vậy biết sao giờ đó. Nói một câu kết luận là vậy. Mình muốn vậy nhưng mà con nó muốn vậy mình biết sao giờ. Và con nó sẽ làm khổ mình. Nó nghĩa là bằng cho tới khi là mình già, nó chưa hẳn là mình đã hết lo vì con, vì ái chứ không có gì cả. Do vậy không có một cái lời kinh, không có bài kinh nào mà Bồ Tát nào mà giúp đỡ cho mình phải chịu cái nợ cả. Nhất là cái nợ ân ái. Trong tất cả các lời kinh và tất cả các Bồ Tát là phải thoát ly tham ái, đoạn trừ tất cả các thủ chấp, mà các vị biết là ta gọi là thê thần tử phược, là vợ và con là cái sợi dây cột trói rất là kiên cố. Cho nên không có Bồ Tát nào mà muốn cho mình cầu an mà giải thoát mà lại kêu mình phải đẻ nhiều chút xíu. Rồi nghĩa là có nhiều người là bốn đứa con gái rồi bây giờ ráng nữa để thêm đứa con gái nữa. Vậy thì nếu mà mình cầu không được thì làm sao?
Mình muốn cầu thể thêm một đứa con gái nữa, con trai, mà bây giờ là Bồ Tát gì mà cầu hoài đẻ thêm đứa con nữa. Thành ra tới 5 đứa con gái, Ngũ Long công chúa luôn. Vậy mình có hạnh phúc không? Không hạnh phúc. Và rõ ràng rằng giữa giai đoạn đó, trong tâm lý đó, chúng ta hiểu rằng cái lời gọi là y nghĩa bất y, y ngữ. Ngôn ngữ văn tự nó chỉ là mượn để cho nó tải đạo, tức là để cho nó giúp chúng ta đọc để chúng ta hiểu được rằng tại sao có lời kinh như vậy. Do vậy các vị phải học rất là sâu, rất là rõ để các vị mới hiểu được kinh Phổ Môn, giá trị của kinh như thế nào, giá trị của Bồ Tát được gọi là Quán Tự Tại hay là Quán Âm như thế nào. Các vị phải học rất sâu thì các vị mới có thể có chìa khóa tứ y này, các vị mới mở được cái chìa khóa đó. Cũng giống như trong đó nói rằng nếu mà chúng ta nghĩa là một cái người mà kêu bằng gặp chỗ, mà kêu bằng gặp thủy, tức là gặp chỗ nước á, mà nếu mà chỗ cạn, nếu mà mình chỉ cần niệm Quan Âm á, chỗ cạn gặp liền. Trời ơi, ở dưới biển mà bước xuống gặp liền, chỗ nào đâu mà cạn, nhảy xuống dưới nó sâu 7-8 cây số ở dưới đó, thuyền chìm đâu có ai cứu mình được, không ai cứu được hết. Nếu mà y cứ vào ngữ là mình sẽ bị chết, gọi là tử ngữ. Và nếu mình y cứ vào ngữ thì được gọi là bất liễu nghĩa, không đúng. Mình phải y liễu nghĩa kinh, là kinh nó giải thoát rốt ráo. Kinh nào sẽ giải thoát rốt ráo cái gì biết không? Kinh nào? Kinh nào làm cho mình giải thoát rốt ráo được gọi là liễu nghĩa kinh? Có nhiều người qua bên xứ này rồi, họ nói kinh nào cũng vậy, không bằng kinh tế. Kinh nào tụng cũng không bằng kinh tế. Có kinh tế đầy đủ là mới yên ổn thôi. Kinh muốn cầu an mà kinh tế không ổn thì làm sao cầu an được. Thiệt ra đó là giữa cái từ mà liễu nghĩa và bất liễu nghĩa nó không có rời với nhau được. Bởi vì á, trong cái chìa khóa để cho các vị học Phật á, nó có chìa khóa được gọi là gì? Được gọi là nhị đế. Nhị đế là gì? Là tục đế và chân đế. Cho nên hiện cái hiện mà chúng ta đang nói nãy giờ nè, là hay cả ngay cả mình nói rằng y nhân cũng vậy, các ông thầy đào hoặc là người nào mà nói pháp vậy á, là nó mang tính tục đế. Nhưng mà trong con người của ổng và trong tất cả những cái gì ổng nói á, thì nó lại mang cái ý nghĩa của chân đế, tức là sự giải thoát. Cho nên cái vấn đề mà chân đế và tục đế là hai cái đó nó không có rời với nhau được. Trong tục đế nó có chân đế, và trong chân đế nó có tục đế, nó không có rời với nhau. Cho nên trong cái thế giới này, trong thế giới chúng ta hiện tượng nó đang sống này á, nó impermanent, nó là vô thường. Thì trong cái vô thường đó, để chúng ta hiểu được rằng nó đã có những cái thường trong đó, không có rời với nhau được. Vì chúng ta nói vô thường là vì có cái thường mới nói cái vô thường được. Thì như vậy chúng ta phải học thêm một cái chìa khóa nữa, được gọi là chìa khóa của duyên sinh. Cái này có, cái kia có, cái này không, cái kia không. Và không có một cái nào tồn tại độc lập cả, được gọi là vô thủy, vô chung. Cho nên nghĩa là lần trước khi mà có nhiều người gặp hỏi, ủa lâu quá không gặp, sư phụ mới về hả? Nói không biết về hồi nào, có đi đâu mà về. Cũng giống như mà chúng ta có gia đình, mà những người mà thân yêu chúng ta rời bỏ chúng ta cũng vậy, họ cũng đâu có đi đâu. Và do vậy cho nên là khi mà ở dưới Queensland thì sư phụ có làm bài thơ nghĩa là đã về đã tới, bây giờ và ở đây. Đó là cái ở bên làng Mai á, khi nào mà các vị qua chỗ mà thiền sư Nhất Hạnh á, thì có một cái tháp chuông. Và trên tháp chuông á, có khắc bốn cái chữ đó: đã về, đã tới, bây giờ, ở đây. Tức là chúng ta nói cái gì cũng vậy, về hạnh phúc hay bất cứ gì, phải nói trong hiện tại, bây giờ và ở đây. Phật pháp cũng vậy, không có nói gì xa xôi hết trơn. Nếu ngay bây giờ mà các vị không hiểu được Phật pháp, các vị không giải thoát, các vị không tự tại, các vị không hạnh phúc, thì đừng có cầu mong chờ đợi một hạnh phúc ở nơi nào cả. Thì trong cái bài thơ đó thì sư phụ làm rằng đã từng dạng kiếp rong chơi,
Chứ không phải là mình đi chơi, không phải là mình mới, mình nói sắp đi chơi đâu, mới hôm nay mới đi chơi không. Mình đã đi chơi nhiều kiếp lắm rồi, bởi vì chúng ta đã đi trong dòng sinh tử luân hồi này nhiều kiếp lắm rồi. Rồi giờ mới gặp lại nhau đây nè. Cho nên thấy người nào cũng quen, tại sao vậy? Toàn là cái bằng đoàn, đi đoàn với nhau á. Đi chung với nhau, đi du lịch nhau nhiều lắm. Đã từng vạn kiếp rong chơi lận. Nhưng mà về trong một thoáng cho đời nhớ nhung. Tức là những người nằm xuống chút xíu thôi là đã trở thành người thiên cổ rồi. Nói như bây giờ anh Thiện Tường nó mất tiêu hả? Cho nên nghĩa là rong chơi 70 năm, chị Tâm Hoàng, tức là chị Kiều Oanh đó, tức là chỉ một thoáng thôi. Nhưng mà vấn đề quan trọng là một thoáng thì nó trở thành một thoáng cổ kim chớp mắt, ngàn năm dâu bể trao tay. Chỉ cần một phút một cái rồi là giữa người hiện tại và người cổ nó trở thành ngàn năm dâu bể trao tay chuyển giao. Nhưng mà thật ra thì người đó đi đâu? Không đi đâu cả. Bởi vì nghĩa là cái sự xuất hiện, cái sự gặp gỡ trong một chuyến tàu, trong một cuộc đời, trong một thoáng đó, để cho đời nhớ nhung thôi. Cho nên vì vậy mình mới có ngày kỷ niệm. Có ngày kỷ niệm. Các vị biết đây là ngày kỷ niệm gì không? Kỷ niệm gì? Đúng rồi, hiến chương của nhà giáo, tức là nghĩ đến thầy cô, tức là mình vẫn niệm tưởng đến những người đã tạo ra gì? Tài năng, trí tuệ. Mình gọi là cái bằng, đối với Đạo Phật á, tức là cái bằng tạo ra cái tuệ giác mạng mạch cho mình, cho những người thầy của mình. Họ cũng đi rồi, tức là chỉ gì, họ về, nhưng mà về gì? Về đâu? Về cho một thoáng cho đời nhớ nhung. Chúng ta mới có những cái memory, có những cái kỷ niệm, có những nghĩa là từng thất, có những ngày chung thất, có nghĩa là cái bằng ngày giỗ là như vậy. Về cho một thoáng cho đời nhớ nhung. Về trong một thoáng thôi. Lẹ lắm. Vì sao là lẹ? Một thoáng là sao? Chơi thì chơi tới cả, nghĩa là đã từng vạn kiếp rong chơi, nhưng mà khi mà đi rồi đó thì lẹ lắm. Mới thấy đó rồi không còn nữa. Như anh Thiện Tường nói là mới đẩy xe cho cô bạn đi, đó là muốn đi vệ sinh, nhưng mà ngồi trên xe rồi ngủ luôn. Đi rất đi rất là bình an. Đi mà không biết mình đi, bởi vì chỉ một thoáng thôi thì giữa cổ và kim, tức là giữa âm và dương, nó chỉ có một thoáng thôi. Nhưng mà chúng ta hoài niệm, chúng ta suy nghĩ về cái người đó, bởi vì sao vậy? Họ đã từng rong chơi chúng ta nhiều lần rồi, nhiều đời. Cho nên khi người ta hỏi sư phụ về, mới về á, không, về lâu lắm rồi. Chỉ có cái là khi nào mà về trong một thoáng á, thì sẽ có người nhớ nhung vậy thôi. Bây giờ về là về luôn hay là đi nữa? Trời ơi, biết hôm nào về luôn, biết hôm nào đi nữa. Thì cái câu thơ này sẽ nói rằng đã từng dạng kiếp tao phùng, hay là cái bằng mình gọi là cái bằng đã từng vô thủy tao phùng, tức là trong vô thủy vô chung mình không có kết nối, không biết được. Mình nghĩa là đã từng vô thủy tao phùng thì đến vô chung dẫn ung dung bóng chiều. Mình sẽ còn gặp nhau nữa. Từ đối với Đạo Phật không có cái bắt đầu khởi đầu, không có nguyên nhân khởi đầu, vô thủy, và không có thời gian kết thúc, gọi là vô chung. Cho nên khi nào mình đi mệt quá nghỉ thôi. Khi nào không đi nữa thì thôi, ngồi lại. Và cái người hiểu được điều đó thì mình sẽ rất là ung dung. Chuyện đó là chuyện bình thường mà. Tại vì chúng ta đã từng vạn kiếp rong chơi, và chúng ta đã từng gặp nhau trong vô thủy tao phùng rồi, chứ không phải bây giờ mới gọi là tao phùng. Đã có tao phùng rồi thì phải có là gì? Vĩnh biệt, biệt ly. Chứ không phải là không có. Nhưng mà rồi biệt ly đó không phải là không gặp nữa. Cho nên chính vì vậy mà mình rất là ung dung. Thì trong lời thơ có nói cho các vị nghe: đến vô chung vẫn ung dung bóng chiều,
bây trừ thỏa chí cô liêu. Bởi vì ở trên núi, trên rừng, ở trên Greenland có lúc có một mình à. Sư phụ ở cả tháng có một mình à. Cho nên nghĩa là bây trừ thỏa chí cô liêu, nghĩa là người ta thấy rằng giống như là mình cô đơn vậy, hay là thấy buồn một mình, nhưng mà thật ra cô đơn là cửa ngõ của tâm hồn, sợ mình không tới được cái cửa ngõ đó, sợ mình không được cô đơn. Nhiều khi mình ở một mình nhưng mà không phải là một mình. Ở một mình mà có chuyện này chuyện kia, có công việc để làm, rồi trời ơi nội đi đâu á là cái ông điện thoại này ông kêu tới kêu lui và ông kêu tới kêu lui là ông kể lể đủ thứ chuyện hết trơn rồi, thành ra mình đâu có cô đơn gì đâu. Các vị thấy không, mới nói là ông kêu rồi. Rồi nhiều người cứ sợ, nó sợ cô đơn lắm, đời tôi cô đơn, đi đâu đi tu cô đơn. Sao không phải vậy, mình ở khi nào mà mình thật sự là trong một cái hoàn cảnh rất là đơn điệu, rất là hoang sơ, mà mình thật sự là mình phải hạnh phúc trong cái sự cô liêu của mình, trong cô đơn của mình, thì lúc đó mình mới hiểu được cái ý nghĩa là cô đơn là cửa ngõ của thiên đường. Không có lo lắng, không có phiền lụy, không có gì ai, không có nghe, không có bạn, không có gì cả, thì lúc đó mình mới có thể sờ mó được một phần gọi là cửa ngõ của thiên đường. Còn nếu bây giờ mình ở một mình không có, không thể gọi là cô đơn được. Cũng giống như là có một nhiều mấy người Úc họ ở một mình, nói họ tưởng họ cô đơn, họ đâu có cô đơn, họ ở cô độc thôi, cô độc chứ không phải là cô đơn. Và vì cô độc á mà họ làm gì, họ phải có con chó con mèo, phải có thú tiêu khiển đồ chơi này kia đồ, rồi mở máy nghe nhạc này kia đồ tùm lum hết, không phải là cô liêu đúng nghĩa. Mà ở đây cái câu này đó, tức là bây trừ thỏa chí cô liêu, giờ soi bóng nước ngắm thiều quang trôi. Thiều quang là gì? Là ánh mặt trời đó. Mỗi ngày nó trôi qua mỗi ngày vậy. Tức là thời gian đi tới không có dừng lại. Nhìn dưới bóng nước để mình ngắm thiều quang trôi. Ở đâu mà mây trắng, ở đâu mây trắng ngỏ lời, đây miền tịnh lạc đón mời lãng quên. Nếu mà người nào thật sự muốn lãng quên thì chính chỗ đó mới được gọi là tịnh lạc, mới gọi là tịnh độ. Còn mình nhớ, mình còn thủ, còn chấp, còn nhớ người này, nhớ người kia, thậm chí nhớ phở, nhớ cơm tay cầm, nhớ Hungry Jack, nhớ McDonald's, thì làm sao các vị có thể được gọi là lãng quên được. Cho nên đây là cái bài thơ mà mình khoán thủ 8 chữ đầu đó. Đã về, đã tới, bây giờ và ở đây. Thì khi nào mà cái chữ đây cuối cùng á, thì các vị thấy rằng ở đây, ở đâu mà mây trắng ngỏ lời. Mây trắng là nó không có gốc, không có hỏi mình gì trơn, nó cứ trôi lang thang vậy thôi, không có chấp thủ, không có dính dáng trơn. Mây trắng lang thang, nó giống là lang thang rồi. Đủ duyên thì nó hợp, mà hết duyên thì nó đi, vậy thôi. Và đến cuối cùng hỏi rằng khi nào thì mình có thể được bình yên, là lúc đó các vị phải thấy rằng là đây miền tịnh lạc đón mời lãng quên. Cái miền tịnh lạc chỉ mời, đón mời cái người khách lãng quên, tức là không còn nhớ gì nữa. Cho nên có nhiều người nói rằng Covid mà mình chích tới mũi thứ tư nó quên hết trơn. Thật sự mà nó Covid mà nó chích được mũi thứ tư mà nó quên cũng khỏe lắm. Nó quên nhiều chừng nào thì mình khỏe chừng đấy, nhớ nhiều chừng nào thì mình khổ chừng đấy. Có nhiều người sợ quên là mình sẽ khổ, nhưng mà thì không, quên không khổ đâu. Mấy người người khác khổ nhưng người quên không khổ. Người quên không khổ. Cho nên nếu mà mình có cha mẹ mà họ quên, mình khổ lắm. Mình làm con mình khổ, mình nói trời ơi ăn rồi nó chưa ăn phiền quá. Nhưng mà người đó họ đâu có phiền đâu, cứ người quên họ đâu có phiền đâu. Thử không, các vị cứ quên thử đi, các vị thấy không có phiền đâu. Khổ nhất là cái bằng quên nữa, tắm xong không mặc đồ. Nhưng mà ai phiền? Cái người không mặc đồ không thấy phiền chút nào hết. Họ thấy họ khỏe ghê, họ thấy có gì đâu. Nhưng mà mình thấy nó trời ơi trời, chết rồi. Cho nên vừa rồi có một người nói rằng là bây giờ Covid trở lại,
cái ông mà cái bằng Omeron ông trở lại nữa, ông biến thể nữa. Tôi nói bây giờ ông không còn Omeron, ông là Omegod. Ôi trời ơi, ông này không biết làm cho hết thượng đế ơi. Cho nên bây giờ chúng ta đi vào một cái lời kinh cũng giống như cái bài kinh mà nói cho các vị nghe trong quyển Kinh Báo Cú này đó, thì chúng ta sẽ có rất nhiều phần để trình bày. Khi mà đã được thi hóa rồi, có dịp các vị đọc, các vị sẽ dễ hiểu hơn, và các vị sẽ liên tưởng được cái lời dạy của Đức Phật á, là giống như là những cái lời, nghĩa là mình gọi là cảnh tỉnh, ca dao, khuyến nhủ. Bất cứ trong trường hợp nào cũng có Kinh Pháp Cú nằm ở trong cái cuộc sống của mình. Cho nên gọi là kinh bất liễu nghĩa, nhưng thật sự nó là liễu nghĩa. Nếu mà người ứng dụng đúng thì chính cái chỗ nghĩa là tục đế nó trở thành chân, chân đế. Đó. Cũng giống như bây giờ các vị muốn tìm một vị Phật á, thật ra không phải là một vị Phật ở đâu cả. Chính con người của chúng ta, và chính chúng ta sẽ trở thành một vị Phật. Lúc nào nó trở thành vị Phật là lúc đó chúng ta nghĩa là cái bằng tự tại, giải thoát, không còn bị vướng mắc, không bởi gì lục căn lục trần sai sử nữa. Cho nên một ông vị Phật, tức là một vị Phật là gì? Là người đã giác ngộ. Mà giác ngộ họ cũng có đầy đủ tất cả, họ cũng có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Đó. Cho nên là cũng có nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý của ý thức, giới, tất cả đều có đủ giống như mình. Nhưng mà vị đó không có bị gì? Không bị cột trói, không bị vướng mắc, không bị sai sử. Còn mình, con người của mình á, bây giờ còn gọi là cái bằng lục căn lục trần nó sai sử mình. Tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý của mình nó khai mình, tức là về món ăn, về lời nói, về cái gì cũng vậy. Cũng như là mình á, là có nhiều người rằng á, là mình chịu ngọt, hễ người nào nói ngọt á, thì mình nghe mình hạnh phúc, mình sung sướng. Người nào mà nói mà hơi chút chút mà có chua chua vô thì mình cảm thấy mình bất mãn, mình sinh sự chẳng hạn vậy đó. Nhưng mà ai làm cho mình khổ? Có một mình làm mình khổ thôi. Cho nên bây giờ nếu muốn giải thoát thì cũng chính bản thân con người của mình, chúng ta có thể nghĩa là tự tại trong lục trần. Và như vậy thì trần là gì? Trần là bụi. Bụi tức là gì? Là sự dơ, sự bẩn. Chính cái dơ, cái bẩn này nó làm hoen ớ, nó làm cho đen tối, nó làm cho nhơ nhớp cái tâm linh, cái sự quyền diệu, cái sự sáng suốt của mình. Rồi Đức Phật là ai? Đức Phật là bậc tỉnh giác, tức là người không bị trần, không có nhuốm trần nữa, tức là không có bị ở trong trần mà không bị bụi trần, tức là không bị tất cả các cái sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, không bị cái nghĩa là lục dục, không bị cái được gọi là cái bằng ngũ dục công đức, tức là tài, sắc, danh, thực, thì nó nhiễm nữa. Cho nên ngay ở chỗ này chúng ta có Đức Phật. Và hỏi làm thế nào để mình có thể có được tịnh độ? Nếu ở tại đất nước này, tại quê hương này, tại ngôi chùa này, tại giảng đường này, mà vị nào không bị lục trần lục căn nó chi phối, không bị nhiễm nữa, thì ngay lúc này các vị có tịnh độ. Ngay lúc này các vị có tịnh độ. Và tịnh độ là đây chứ không có ở đâu, không có nói là phải đi về, không phải nghe trong kinh nói rằng phải 10 muôn ức cõi nước mới có một thế giới tên gọi là cực lạc. Vì chỗ đó không có sự khổ, không có một đất nước như vậy, không có một đất nước như vậy. Vì sao vậy? Là vì tất cả những gì mà chúng ta y cứ vào ngữ thì chúng ta sẽ bị sai đi cái chỗ là giáo lý tứ y. Nghĩa là phải y nghĩa chứ không có y vào ngữ. Cũng như là y vào pháp mà không y vào nhân, tức là pháp thường trú chân thật chứ không có y vào con người. Cũng như y liễu nghĩa là chúng ta y vào cái gì? Là sự giải thoát tuyệt đối, nhưng mà không có bám vào cái sự vướng mắc, cái hình thức. Tuy nhiên nếu muốn được vào con đường của liễu nghĩa thì chúng ta sử dụng bất liễu liễu nghĩa. Cho nên nghĩa là chúng ta vẫn tụng kinh, chúng ta vẫn nghĩa là cái bằng cúng dường, chúng ta vẫn bố thí, chúng ta vẫn làm tất cả mọi thứ gọi là bất liễu nghĩa,
Nhưng mà đó là con đường để chúng ta đến với liễu nghĩa. Đó, học Phật thì các vị phải có được cái chìa khóa như vậy, tức là cái gọi là phương pháp học Phật như vậy, thì các vị không bị phiền não, không bị dao động, không bị nhiễm trần. Cho nên trong thiền truyện nó kể một cái vị thiền sư rất là nổi tiếng, mà sau này các vị sẽ nghe xong rồi các vị sẽ rằng tại sao người ta gọi là mình tứ y. Thì ở trong trên núi á, trên thiền viện á, tức là thiền sư nó gọi là thiền sư đơn hà. Cái mùa đông lạnh thì trong đó có một vị trụ trì gọi là thủ tọa đó, tu lâu lắm rồi nhưng mà vẫn còn vướng mắc, còn có một cái sự chấp mắc, tức là mình gọi là cái bằng muốn y cứ vào một điều luật trong cái luật lệ chùa tu hành. Thì mùa đông rồi các vị biết trời lạnh đó, cho nên nghĩa là đơn hà đó kêu mấy cái đệ tử, mấy huynh đệ đi kiếm coi trong hang có gì, có gỗ không. Không có gỗ, chỉ có ông Phật bằng gỗ, giống như Phật gỗ sao mình á. Ông kêu đem Phật gỗ xuống chẻ ra đốt làm củi chụm. Thì bây giờ vị thủ tọa, tức là vị trụ trì, mới hết hồn ở dưới, nó trời ơi tại sao mà nghĩa là ông Phật mà lại đem đi chẻ vậy, rồi đi làm củi chụm. Nói đâu có, thiêu Phật. Hỏi thiêu Phật là làm gì? Để tìm xá lợi. Xá lợi là gì? Xá lợi là tuệ giác, là trí, là giác ngộ đó. Bây giờ thì mình lại bị nghĩa là rơi vào một chỗ khác, tức là xá lợi là tưởng gì? Là thiêu đốt xong rồi mới nghĩa là khụi lên, rồi bỏ trong ly, bỏ trong ấy. Nó là do bây giờ người ta uống thuốc, nghĩa là đủ thứ xài, ăn đủ thứ, uống đủ thứ vô, cho nên xá lợi có màu xanh, màu đỏ, màu tím. Trời ơi, nó đủ thứ rồi. Rồi chưa kể là xá lợi máu, xá lợi thịt, xá lợi gân nữa. Rồi xá lợi nó còn đẻ ra nữa, mỗi năm nó đẻ tô tô vậy đó. Ôi trời ơi, xá lợi này nó cũng có âm dương nữa. Trong khi cái từ xá lợi chính của Phật giáo được giảng nghĩa là do thân mật, khẩu mật, ý mật, nó kết tinh thành tuệ giác. Xá lợi của Phật là tuệ giác của Phật. Nghĩa là kết thành xá lợi, tức là đã thành tựu cái sự, nghĩa là cái bằng kiên định và cái sự giải thoát rốt ráo, không có vướng mắc nữa. Cho nên khi mà ông viện chủ, tức là ông thủ tọa hỏi rằng Phật gỗ làm sao có xá lợi, thì họ nói vậy thì đi kiếm nữa, ông nào không có xá lợi thì thiêu tìm cho ra xá lợi thôi. Thì chúng ta mới biết rằng tất cả cái gì thuộc về tướng mà chúng ta chấp vào đó, nó không thực sự có sự giải thoát. Khi nào được gọi là Phật thì trong đó phải có gì? Phải có tính tuệ giác, giác ngộ, phải có tự tại, phải có niết bàn, thì lúc đó mới có Phật. Còn tất cả những cái mà chúng ta phải bám, phải chấp, phải trụ vào trong một cái tướng để tìm Phật thì không có Phật. Cho nên mới gọi là cái bằng y gì? Y liễu nghĩa, bất y bất liễu nghĩa. Hay gọi là cái bằng y pháp, không có y vào nhân. Không thể y vào nhân, tức là không thể nhìn vào thiền sư Đơn Hà mà cho rằng là ổng làm chuyện bậy bạ, tội lỗi, mà ổng không phải là thiền sư. Ổng là một vị thầy rất là nổi tiếng, gọi là thiền sư Đơn Hà. Nhưng mà muốn được làm một thiền sư vậy thì phải có một cái công năng, mình gọi là có một công sức tu hành, và có một cái sự nghĩa là cái bằng chứng ngộ, nghĩa là phá chấp đến mức độ nào đó. Nếu không thì các vị sẽ rơi vào gì? Rơi vào nhân quả. Cho nên có nhiều người á hỏi thiền sư Triệu Châu một câu: con chó có Phật tánh không? Thiền sư Triệu Châu trả lời: tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, cho nên nhiên con chó là nó phải có Phật tánh chứ. Hôm sau có một vị đệ tử khác lên hỏi rằng, khi sư tăng tòa, đệ tử khác hỏi rằng: con chó có Phật tánh không? Ông nói: không, chó mà làm gì có Phật tánh, nếu có Phật tánh sao làm chó. Thì đệ tử ngạc nhiên đó, hôm qua đó thì cũng thầy nói rằng con chó là có Phật tánh, rồi hôm nay cũng thầy nói con chó không có Phật tánh, vậy cái nào đúng? Lúc nào nó là có Phật tánh mà lúc nào nó không có là Phật tánh? Thì các vị biết á, nó là do ngữ cảnh, ngữ khí, do thiền sư muốn giải trừ, muốn trị bệnh, muốn khai ngộ cho một đệ tử đó thì sẽ nói câu nói đó. Mà nếu bây giờ mình y cứ vào câu đó đó thì các vị biết người ta giải thích một cách khác,
Thì thiền sư Diệu Châu có nói thêm một câu: tại sao con chó có Phật tánh mà nó còn làm con chó, nó còn đọa làm chúng sanh? Thì Diệu Châu trả lời là vì biết mà cố phạm. Các vị nghe hiểu câu nói không? Vì biết mà cố phạm. Bây giờ chúng ta cũng vậy, có nhiều người tu hành, có nhiều người học Phật, có nhiều người biết làm điều gì nó sẽ đưa đến sự khổ đau, làm điều gì đưa đến nhân quả, làm điều gì đưa đến lỗi lầm, nhưng mình nhịn không được. Biết mình nóng giận, mình nói ra lời nói đó thì sẽ tổn hại, sẽ làm đau khổ cho người, và thậm chí sẽ gây hại cho mình, nhưng mà giận quá không có kiềm chế được. Biết ham muốn điều đó sẽ làm tổn hại, sẽ làm tiêu hại cả cuộc sống của mình, nhưng mà không kiềm chế được, không gìn giữ được, cho nên cố phạm. Và do vậy phải đọa lạc làm gì? Làm súc sanh. Có nghĩa là biết mà cố phạm là con chó có Phật tánh, chứ không phải là không có Phật tánh. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh hết, nhưng mà vì tại sao là có Phật tánh mà nó vẫn làm chúng sanh? Là vì như giống như bây giờ mình cũng có Phật tánh, mình cũng là Phật vậy, nhưng mà tại sao mình chưa thành Phật? Là vì sao vậy? Vì mình còn rất là nhiều điều chưa có hưởng thụ xong, chưa có thỏa mãn xong. Tức là sự hưởng thụ, sự ham muốn của mình vẫn còn. Tức là còn chuyện gia đình, còn cha, còn mẹ, còn vợ, còn chồng, còn con, còn cái, còn ham ăn, ham ngủ, còn ham tiền, ham danh. Thậm chí có nhiều người nghĩa là không muốn gì hết trơn á, chỉ muốn nghĩa là có cái tên thôi. Các vị biết không? Khổ ghê lắm. Mà khổ đó là do ai? Do sáu căn, sáu trần, sáu thức của chúng ta. Nó điều khiển, giống như nó giật dây, mà chúng ta không có kiểm soát được, không control được nó, cho nên vì vậy mình làm nô lệ, mình khổ. Thì chỗ này đó, bây giờ ở trong cái giáo lý của chúng ta, giống như trong cái phẩm mà, những cái phẩm mà Đức Phật nói đây, hôm nay chúng ta nói về cái phẩm tạp lục, thì cái phần cuối á, nó sẽ có cái phần mà bốn câu, phần thứ năm này nó có bốn câu, đọc qua coi như đã nghĩa là thi hóa để cho các Phật tử nghe cho nó dễ, cho nó nhanh. Tức là khi mà Đức Phật nói trong Kinh Pháp Cú về được Ngài Minh Châu dịch, thì Ngài nói rằng là tính tâm sống giới hạnh, đủ danh xưng tài sản, chỗ nào người ấy đến, chỗ ấy được cung kính. Đó là trong cái nguyên bản như vậy. Thì khi các vị đọc vậy, các vị sẽ khó hiểu. Thì bây giờ cái lời thi hóa sẽ nói như thế này: người đủ giới đức hành trì, tính tâm vững chãi, oai nghi rạng ngời, hương lành lan tỏa khắp nơi, chính là tài sản người trời kính cung. Nếu các vị có giới hạnh, đó là tài sản của mình, là của người xuất gia, chứ không phải là tiền bạc. Bởi vì có một cái người cư sĩ đó, nam cư sĩ tên là Sita, tức là tâm, mình gọi là tâm, cho nên bây giờ mình hay đặt là tâm này tâm kia là vậy đó, tức là lấy cái gốc của nó là chữ tâm. Thì ông này là ông Sita, mà ông rất là có danh vọng, ông rất là người biết, mà mỗi lần ông đến thăm Phật là người ta đều đến, nghĩa là nghe nói ông tới đây là người ta đến, người ta chào hỏi thăm, rồi người ta giống như là gọi là ai cũng hoan hỷ ra. Thì lúc đó Đức Phật mới hỏi, Ngài A Nan mới hỏi rằng: có phải là vì Sita, tức là ông cư sĩ này đến thăm với Đức Phật mà được mọi người ai cũng biết, ai cũng khen tặng không? Hay là ông đến chỗ nào cũng được người ta khen tặng? Thì Đức Phật nói không, không phải ông đến với ta, mà ông đến với bất cứ nơi nào đều mọi người đều cung kính, tôn trọng. Là vì lý do gì? Là Ngài mới nói câu kệ này. Tức là cái bằng người này á, là có tính tâm, sống giới hạnh, đủ danh xưng, là tài sản của ổng.
Cho nên vì vậy nghĩa là ông đến chỗ nào, giống như mình gọi là người có power, ông đến chỗ nào cũng được người ta nghĩa là cái bằng bảo vệ, được tôn trọng hết trơn. Thì Đức Phật nó không phải đến tới đến chùa, không phải đến với Phật mà được tôn trọng, mà ông đến đâu cũng được mọi người tôn trọng. Như vậy nếu mà chúng ta muốn có một cái tài sản lớn, đối với trong kinh Vô Cứu này nói, tài sản đối với các vị không phải là tiền. Cho nên có nhiều người nói rằng, tại vì có nhiều người vô chùa thấy phải giàu có mới được, cho nên mới được tôn trọng, không phải vậy. Các vị đến nơi nào mà được mọi người cung kính, mọi người quý trọng, mọi người tán thán, đó là do giới đức phạm hạnh. Và nói một cách khác là tư cách làm người của mình, chứ không phải là tiền bạc. Cho nên bây giờ dù mình có tiền muôn bạc biển đi nữa, nhưng mà mình không có tư cách, không có văn hóa, nói theo kiểu ngôn ngữ Việt Nam, không có văn hóa. Bây giờ mà các vị đi xe, nghĩa là xe sang nhất, tốt nhất, mà các vị dừng lại phun nước miếng, đứng tiểu ngoài đường, người đó không có văn hóa, không có văn hóa. Và điều đó không làm cho các vị trở thành người giàu có đáng tôn trọng. Điều mà các vị đáng được tôn trọng, đáng được danh xưng, các vị không phải đến chùa lớn, mà các vị đến bất cứ nơi nào người ta cũng tôn trọng và quý kính các vị, là vì các vị có giới đức, có đạo hạnh, nói chung là mình có một tư cách đạo đức. Đó là cái câu 304 á. Và câu 304 thì sẽ nói rằng: người lành giàu ở xa sáng tỏ như túi tuyết, người ác giàu ở gần như tên bắn vào ban đêm. Đây là cái câu mà dịch từ Bali các vị nghe, nhiều khi mình nghe nó tối nghĩa. Người lành giàu ở xa sáng tỏ như núi tuyết. Núi tuyết là nó màu trắng, cho nên bây giờ dù ở xa, mình đứng xa xa mình cũng thấy núi tuyết. Mình đi xa, ở bên Nhật Bản mình đi xe mình sẽ thấy được cái núi, nghĩa là cái bằng Phú Sĩ Sơn, là một trong những núi rất là đẹp à. Và nhờ có tuyết mà các vị thấy được cái núi, dù nó ở rất là xa. Mà Đức Phật ví dụ một câu, nghĩa là cái bằng so sánh, Đức Phật nói rằng là người ác giàu ở gần, ở bên cạnh đó, như tên bắn ban đêm. Tên mà nó bắn nó đi rất nhanh, mà nó nhỏ nữa, mà bắn vào ban đêm thì không biết nó vào đâu đâu. Nói vậy thì nghe rất là khó hiểu. Thì trong Thi Hóa đó, thì sư phụ có nói như vậy để các vị có thể dễ hiểu hơn. Hạnh lành chiếu sáng khắp cùng, dù xa núi tuyết bốn phương cũng rõ nhìn. Người ác tên bắn vào đêm, gần bên mà vẫn không tìm thấy nhau. Nếu mà cái kẻ ác, tức là kẻ bất thiện, ở gần mình nhưng mà mình không có muốn gặp. Nói tóm lại là cái mà mình sợ nổ lắm, dân đạn tới mình mệt. Cho nên nghĩa là những người bất thiện mình không có muốn thân cận, dù họ ở bên cạnh mình, dù họ ở chung gia đình với mình, đôi khi mà mình cũng không muốn gần, là như vậy. Còn cái người lành, dù ở rất là xa, ở tới mấy tiểu bang, là mình nghe mình cũng muốn tìm, muốn điện thoại. Tại vì sao vậy? Họ giống như núi tuyết vậy, nó ảnh hưởng, nó làm cho sự an ổn, hạnh phúc cho mình. Cho nên vì vậy mình tìm. Còn cái người dù ở bên cạnh mình, nhưng mà có sự bất thiện, làm lại đau đớn, gây sự ganh tị, phiền não, nghi kỵ, mình không muốn gần. Thì ý nghĩa nó cũng giống vậy đó. Giống như tên bắn vào ban đêm, không có thấy. Thì các vị biết là nó có câu chuyện của cổ tích, cái này nó cũng hay nhưng mà nó vẻ hơi thần thoại. Thì cái con gái của ông cấp cô độc á, con gái là đệ tử của Đức Phật, là người có tín tâm, có hạnh lành. Cho nên nghĩa là ông cấp cô độc với Út và trưởng giả, hai người làm bạn với nhau. Cho nên nó sau này khi có con trai con gái thì kết hôn gả cưới nhau. Cho nên ông Út và trưởng giả ông mới có một ở thành kỳ, ở Xá Vệ, ở Kỳ Viên á, ông mới có một đứa con trai, cho nên ông mới kết thông gia với ông cấp cô độc. Và ông cấp cô độc mới gả con gái của mình. Thì khi đi về ông mới đo nguyên một cái đội ngũ binh đo tôm tướng cá, tức là cái bằng giống như gọi là một cái bộ phận, bởi vì trưởng giả giàu mà, cho nên đi theo gọi là ủng hộ con gái. Thì khi đi về nhà của Út Gà Trưởng Giả, thì cái ông Út Gà Trưởng Giả này ông lại không tin theo Phật pháp, mà ông tin theo ngoại đạo Niên Kiền Tử. Niên Kiền Tử bây giờ ngoại đạo, cái đạo đó nó vẫn còn Ấn Độ, tức là gì, được gọi là lõa thể. Tới bây giờ tức là 2500 năm rồi mà bây giờ các vị qua Ấn Độ vẫn còn cái đạo Nguyên Kiền Tử đó, là
Mấy người đó sống với thời nguyên thủy, không mặc quần áo hết trơn. Đi ngoài đường vậy, cái bắt đầu người ta đi vòng vòng che vòng 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 vậy. Gọi là đạo lõa thể, đội nơi ni kiền tử, rất là mạnh. Từ hầu thời Đức Phật mà vẫn có ni kiền tử tới bây giờ. Thì bây giờ ông Út Gà Trưởng Giả này, ông mới tin theo ni kiền tử, cho nên mỗi lần ông mời mấy vị nó tới, ông kêu ông dâu ông ra chào, ông dâu không ra. Nói rằng bởi vì nghĩa là mấy cái vị này đó là cái bằng không có xứng, đời sống không có tốt, làm thầy mà lại không mặc quần áo hết trơn, làm sao giờ kêu con gái người ta đi ra chào. Thì ổng rất là giận, ổng nói rằng tại sao con dâu không nghe lời ổng. Thì hỏi rằng như vậy là thầy của con là ai mà con lại tin tưởng, con lại chào, mà thầy của cha mà con lại không có đi chào, mà con chê, nghĩa là cái bằng chê cha, chê thầy của cha là những người phản cảm. Thì cô này cổ mới nói là một bài kệ tán dương về cái giới hạnh của những người sa môn tỳ kheo và đệ tử của Đức Phật, rất là hay. Mà bây giờ chúng ta không có thời giờ thì không có đọc cái bài kệ đó, chứ bài kệ nghĩa là phải nói rằng xứng đáng là một cái người nữ tín chủ để tán thán một cái phẩm hạnh của một cái người xuất gia tỳ kheo. Thì bây giờ sau khi nghe xong rồi, cái bà vợ đó, tức là bà má chồng, mới nói nếu vậy thì thôi con mời Phật tới đây, mời tăng tới đây để cho cha mẹ nhìn thấy coi thật sự giống như những gì con nói không. Thì cái cổ mới lên lầu, cổ mới làm nghi lễ ở rất xa, giống như tiểu bang khác từ đây tới Queensland vậy. Cổ lên, cổ hướng về Queensland, hướng về chỗ Phật ở, cổ mới nghĩa là đốt hương rồi xong rồi cổ mới dâng hoa, xong cổ nói con thỉnh ngài ngày mai đến nhà con để nghĩa là dự lễ trai tăng cúng dường cho cha mẹ con được học Phật. Là con nghĩ rằng Đức Phật ngài đã nhận lời con. Cái cổ lại, cổ hướng cái tâm niệm vậy, tức mình gọi là cái bằng hướng niệm về Đức Phật lại vậy. Đức Phật nhận lời. Thì cũng sáng hôm đó ông già cổ, tức là ông già ruột cổ, là ông cấp cô độc, mới tới tịnh xá, nói rằng hôm nay con đến sớm để thỉnh ngài, thỉnh Đức Phật đến nhà con cúng trai tăng. Thì Đức Phật mới nói rằng hôm nay ta có tín chủ nhận thỉnh rồi đó, con là canh cửa từ sớm, cửa chùa chưa mở là con đã vô rồi, như vậy thì ai tới thỉnh? Nói là đâu có ai lạ, mà chính là con gái ông. Nó con gái con ở tới Queensland đừng làm sao thỉnh ngài được. Nói con gái ông đã thỉnh, người ta nhận lời. Thì các vị biết rằng cái kinh này đó, nó mang cái tính nghĩa là cái bằng có những cái câu chuyện mình nghe giống như là thần thoại, nhưng mà thật sự bây giờ giống như bây giờ, thay vì bây giờ mình nói gọi bằng điện thoại, gọi di động vậy, không thấy vậy. Và thậm chí là bây giờ mình mở luôn FaceTime, thấy mặt luôn. Cho nên nếu Phật bây giờ Phật sẽ để FaceTime này nè, ta đây nè, giờ con muốn thỉnh này gì đây, nói con thỉnh ngày mai cúng trai tăng. Rồi, ngày mai, hồi xưa đó thì Phật đi bằng thần thông, bây giờ bút gì, quanh tác vơ trình 6 giờ sáng bay, 7 giờ sáng tới Queensland, được không? Tất cả các pháp đều như thực, không có gì là thần thoại cả, không có gì là thần thoại cả. Cho nên nghĩa là chỉ cần có niệm, có cảm thì sẽ có ứng. Đức Phật nhận lời. Do vậy Đức Phật mới nói cái câu 304 này. Ngài nói rằng là người lành dù ở xa sáng tỏ như núi tuyết, còn người ác dù ở gần như tên bắn ban đêm. Cho nên nghĩa là ý ngài muốn nói rằng cho nên cái cô con gái đó dù ở rất là xa, nhưng mà cái công đức, cái sự nghĩa là cái bằng cái đức hạnh của cổ, cái nghĩa là chí thành của cổ thỉnh cầu thì ngài cũng nhận lời, và ngài hôm đó ngài đi đến đó để thọ trai tăng. Rồi khi mà cha mẹ, tức là cha mẹ của chồng của cổ, tức là ông Út Già Trưởng Giả, khi ông gặp Đức Phật, ông thấy tăng xong rồi là ông phát tâm quy y, ông trở thành một đệ tử, và Đức Phật đã để lại một vị tỳ kheo ở cái xứ đó để tạo thành một cái tịnh xá, giống như mình lập một cái ngôi chùa ở đó cho những người dân ở đó trở thành Phật tử. Đó là cái câu 304. Câu 305 là câu cuối cùng trong cái phẩm tạp lục này. Thì ngài Minh Châu dịch rằng ai ngồi nằm một mình độc hành không buồn chán, tự điều phục một mình sống thoải mái rừng sâu. Đây là câu nói nãy mình nói đó, tức là cái bằng đời tôi cô đơn nên đi tu cũng cô đơn. Thì người nào hiểu được điều này thì Đức Phật nói rằng ai ngồi nằm một mình độc hành không buồn chán. Tức là các vị đó rất là hạnh phúc, bây giờ thỏa chí cô liêu, nghĩa là cái bằng cô liêu như mình rất là thỏa chí, rất là hạnh phúc. Bây trừ thỏa chí cô liêu,
giờ soi bóng, bóng gì? Bóng nước mà ngắm thiều quang trôi, thoải mái lắm. Thì bây giờ cái câu này Đức Phật nói rằng độc hành không buồn chán, tự điều phục một mình, sống thoải mái rừng sâu. Thì cái câu này bắt đầu sư phụ mới chuyển thành thơ, gọi là cái bằng thi hóa như thế này: độc hành độc bộ bước mau, một mình một cõi thanh tao hưởng thiền, hương thiền tâm không vướng bận thế duyên, ngồi nằm an trú như nhiên núi rừng. Nếu thật sự mình đã không bận biểu thế duyên, không bị ràng buộc, không bị phiền não chi phối, thì mình sẽ sống một mình rất là an nhiên tự tại ở trên núi rừng, giống như lời Đức Phật nói trong Kinh Pháp Cú này. Thì đó là phần cuối của cái câu mà 305, tức là trong bổn tập lụ này là cũng có một tích chuyện, tức là một vị tỳ kheo. Vị tỳ kheo đó nổi tiếng trong cái thời của Đức Phật. Các vị nghe vậy nhưng mà thời Đức Phật cũng không phải có nhiều đâu. Có nhiều vị sống nghĩa là đúng là độc hành độc bộ, chỉ sống một mình, không có liên hệ với ai cả, được gọi là cái bằng độc cư thiền định. Và rất là hạnh phúc. Do hạnh phúc, do mình gọi là được an ổn và được thanh tịnh đó, cho nên những vị độc cư thiền định đó rất là nhanh chóng mà chứng được tứ thiền, thành tựu A-la-hán. Cho nên ở đây ai muốn thành A-la-hán, ai muốn được hạnh phúc chân thật, thì hãy viễn ly sống một mình, độc hành độc bộ. Ở đây ai muốn? Ở đây ai cũng nói rằng con chán, chán đời, chán cuộc sống, chán này kia quá, cho nên muốn nghĩa là cái phần là độc hành, nghĩa là cái phần, thì các vị sẽ đi theo con đường này, đi theo đúng nghĩa như vậy đó, thì các vị sẽ độc cư thiền định. Phải nói rằng nghĩa là mà thật sự phải là buông bỏ, phải là buông bỏ. Buông bỏ thật sự theo ý nghĩa của nó, tức là các vị không bị phan duyên, không bị vướng bận, không bị nghĩa là lo lắng, không bị chi phối nữa. Đặc biệt là không bị ái dục thúc đẩy nữa. Thì lúc đó các vị mới có thể tự tại được. Cho nên chỉ còn một chút thôi thì sẽ làm cho mình bối rối. Nói tóm lại là hôm nay giới thiệu cho các vị biết là cái quyển này nó có hai phần. Phần sau á là so sánh những gì mà hồi nãy giờ mà sư phụ đọc cho các vị nghe, của phần của Hòa Thượng Minh Châu, phần của thi hóa, tức là ở bên dưới. Còn phần trước của nó, tức là vào khoảng chừng 30-40 trang á, là toàn bộ là thi hóa bằng thơ không. Cho nên nếu bây giờ mình không muốn đọc cái phần so sánh á, thì mình cứ vô là mình sẽ đọc cái phần thơ thôi. Phần thơ tức là phần Kinh Pháp Cú á, và các vị sẽ hiểu một cách dễ dàng. Nó kệ cái bằng, chẳng hạn như phẩm trong yếu á, thì thế gian tâm vốn đứng đầu, là duyên kết nối là cầu tương giao, nhiễm tâm sóng biển xôn xao, sóng vang gào thét nước trào bọt trôi, khổ đau trong kiếp luân hồi, xe theo vật kéo đền bồi ngựa trâu. Đó là cái câu thứ nhất. Còn câu thứ hai là thế gian tâm vốn đứng đầu, là duyên kết nối là cầu tương giao, tâm thanh như ánh trăng sao, lung linh lễ hội múa chào sắc xuân, vui thay dù giữa non ngàn, trăng lên bóng đứng, trăng tàn bóng nghiêng. Tức là muốn nói rằng tất cả các cái điều làm ác hay làm thiện đều do chúng ta, giống như là hình như bóng vậy, nó theo mình vậy. Thì từ cái Kinh Pháp Cú đó mà chuyển thành thi hóa. Thành ra nếu mà vị nào muốn đọc bằng thi hóa không thì các vị đọc phần đầu. Còn vị nào muốn so sánh rằng nói rằng tại sao mà không biết là ông sư phụ này ông làm câu thơ gì, thì mình có thể đọc cái câu so sánh. Câu so sánh tức là phần sau là của Hòa Thượng Minh Châu, là ví dụ như giờ ngày trong phẩm trong yếu á, ngài nói phẩm phóng vật á, số 2 ngài nói rằng không phóng vật đường sống, phóng vật là đường chết. Phóng vật là gì? Chạy xe mà vừa thắng vừa giật á, gọi là phóng vật á. À, cho nên nói rằng không phóng vật là đường sống, mà phóng vật là đường chết. Không phóng vật không chết, phóng vật như chết rồi. À, đây là nguyên bản của Bali dịch ra vậy. Thì đọc vậy nhiều khi mình nghe mình thấy nó có một chút nào đó mà hơi lạ lạ. Thành ra bây giờ thì sư phụ sẽ thi hóa để cho các vị có thể dễ cảm nhận hơn, dễ về phẩm phóng vật. Con đường sinh tử nổi trôi, đều do phóng vật xa rời tánh linh, không buông lung thoát tử sinh, sống mà phóng vật thay sinh tháng năm. Tức là nếu mình sống mà mình buông lung thì cũng giống như là xác chết vậy. Thay vì bên này câu này mình nói rằng không phóng vật là không có chết, à, tức là còn sống. Mà nếu phóng vật thì như chết rồi. Cho dù các vị chưa có bị chết, nhưng mà đã phóng vật á, sống buông lung thì cũng như chết rồi.
Thì bên này thi hóa là như vậy, là không buông lung thoát tử sinh, sống mà phóng dật thay sinh tháng năm, biết rõ nguồn gốc thăng trầm, an vui người trí kềm tâm ý mình, quan hỷ trong cõi thánh minh, do không phóng dật mà sống tình lặng yên. Thì bên này, vì câu này bên này á, là biết rõ sai biệt ấy, người trí không phóng dật, quan hỷ không phóng dật, an vui vào bậc thánh. Thì được dịch ra là biết rõ nguồn gốc thăng trầm, an vui người trí kềm tâm ý mình, quan hỷ trong cõi thánh minh, do không phóng dật sống tình lặng yên. Sống tình lặng yên, đây là quan trọng nhất nãy giờ mình nói đó. Là khi nào mình muốn sống một mình á, thì phải diệt ái. Ái là sống tình. Sống các vị biết không? Mà sống này là sống tình. Ở đây chắc có nhiều người có sống tình cho nên khỏi nói. Dễ hiểu lắm. Nó ra làm sao thì biết rồi. Nó nhận, nó không phải là nhận chìm tàu, mà nó nhận tới cái gì cũng chìm hết. Nó nhận tất cả đều chìm. Thì các vị biết là chúng ta sẽ kết luận ở đây. Chứ một câu nói mà của Ngài Tuệ Sĩ, Ngài viết thư qua trong cái đại hội mà cũng như là cái lời gợi, nghĩa là mình gọi là giống như một cái bài của Ngài để mà đối với giáo hội. Nhưng mà có một câu mà khi mình nghe thấy rằng nó rất là quan trọng. Nghĩa rằng có một cái con thuyền lớn á, nó ra đại dương đi giữa trùng khơi giông bão. Và nó khi nó bị chìm, không phải vì do, không phải vì do sóng to, gió lớn, giông bão, mà vì chiếc thuyền đó chở quá nhiều cái vật liệu, quá nhiều cái vật tư, hoặc là nó chở quá nhiều hàng hóa, cho nên nó bị chìm. Cũng vậy, Phật giáo hay là giáo hội, Phật giáo của chúng ta cũng vậy, chiếc thuyền giáo hội đang đi trong giông bão, giông tố và thăng trầm của cuộc đời. Chiếc thuyền bị chìm không phải vì giông bão, giông tố, thử thách của cuộc đời, mà do những người điều khiển con thuyền hay là do những người sử dụng giáo pháp của Phật không đúng, sai lạc. Các vị hiểu không? Sai lạc, giống như mình gọi là thay vì nghĩa là có một niềm tin về tuệ giác thì chuyển nó trở thành gì? Mê tín dị đoan, cho nên làm cho con thuyền Phật giáo bị chìm. Rất là sâu xa và rất là hay. Cho nên nếu mà chúng ta không hiểu giáo lý, chúng ta tu là chúng ta làm người Phật tử mà chúng ta không hiểu, mà mình cứ vỗ ngực là tôi có pháp danh là tôi Phật tử quy y ngày đó tháng đó, chính mình là nguyên nhân làm cho Phật giáo suy đồi và làm cho đạo suy đồi, chứ không phải, không phải là người khác. Không phải nói sợ lắm, tôi sợ cái bằng, sợ nhất là gì? Sợ trùm đầu, im im không nói, nó giật cầu không hay. Là cái đạo gì? Đạo sợ trùm đầu. Nhưng mà thiệt ra không phải là vì ngoại đạo đánh phá Phật giáo, mà chính những người tu theo Phật giáo không có chánh kiến, không đủ giáo lý và không đạt được trình độ để chuyển hóa, làm nguyên nhân tạo thành sự nguy cơ cho sự suy sụp và chìm con thuyền của Phật giáo. Trong đó có ai? Có chúng ta, có Phật tử. Cho nên là làm Phật tử mà không có tuệ giác, không đủ tuệ giác, hay gọi là không hiểu được giáo lý một cách chân chánh, thì mình góp phần làm cho Phật giáo suy đồi. Cũng như bây giờ mà sư phụ mà có những đệ tử, mà cứ xưng là đệ tử mình, mà nó không có ra gì, thì nó làm là cái bằng, nó làm nguyên nhân làm cho ông thầy tàn tạ và thê thảm, chìm luôn, chết ngắt luôn. Là như vậy đó. Ý là muốn nói là cái câu nói. Cho nên Ngài Tuệ Sĩ, Ngài gỡ qua một cái gọi là giống như là một cái văn thư mà trong đó đọc rồi thì sư phụ chỉ lấy một câu đó thôi. Lấy một câu đó để hôm nay nói cho các vị nghe. Nếu chúng ta muốn Phật Pháp được thành tựu, được tốt đẹp, được sáng tỏ, mang lại hạnh phúc cho mình và cho cuộc đời, được gọi là đệ tử Phật chân chánh, thì chúng ta phải sống đúng chánh pháp và phải học đúng đúng cái mà nãy giờ sư phụ nói, tức là mình phải có được những chìa khóa quan trọng của tứ y, mình phải hiểu được lý duyên khởi, và đồng thời mình phải hiểu được nhị đế nó tương quan thế nào, nó nghĩa là cái bằng không thể nào tách rời nhau, thì lúc đó mình mới trở thành một người Phật tử chân chánh và mình xứng đáng nói rằng con quy Phật, con quy pháp, con quy tăng.
Chứ còn đừng có nói tới mà cái bằng nói tới pháp danh rồi nói tới rằng có nhiều người nó ngồi đâu là con tụng mỗi ngày bao nhiêu kinh hoặc ngồi đâu cứ lấy chuỗi ra lần rồi Nam Mô Di Đà Phật trời thấy thương thấy làm như cái bằng tu ghê lắm nhưng mà đều giống như con mèo vậy thôi. À, đến dần khi có mở rồi thì nó cũng quên hết mọi thứ. Thành ra chúng ta sẽ cố gắng học và hiểu đạo Phật như vậy. Thôi rồi quá hết giờ rồi anh Hòa. Ừ nãy giờ anh Hòa anh quên tới quên lui đây chắc anh muốn báo hết giờ. Lâu lâu á, mới thấy là anh cựu chiến binh á, anh lên anh làm chuyện á, lúc là anh già yếu rồi các vị biết không? Tức là Thiện Hòa làm đệ tử chùa tới 20 mấy năm rồi, thành ra mọi thứ thay đổi, con người thay đổi, mình cũng mỏi mệt rồi, bệnh hoạn hoài. Ra đó bây giờ các vị muốn tặng quyển này không? Thì thiệt ra thì tính để Tết nhưng mà bây giờ nếu mà có đây thì vị nào có duyên đây thì tặng, mà ở sau này thì nó có hình của thầy cho nên đỡ, nếu lúc nào mấy người nào chán chán thì dòm này có chữ gì thì chửi cũng được. Thì đó có hình ở phía sau, mà bởi vì không muốn cho các vị nhìn thấy mặt cho nên ngồi nghiêng, cho nên nếu mà có chi thì nó vô lỗ tai, nó ra lỗ tai này không sao hết. Thì sẽ tặng cho các Phật tử rồi các Phật tử về đọc đó, mình gọi là được gọi là thi hóa, tức là giống như là thơ văn nha, mình có thể nghĩa là vừa hiểu được Phật pháp mà mình thì có thể nghĩa là cảm nhận được cái, nếu mà nó không đủ thì con kêu lấy đồng ở trong cái nhà xe đó không hiểu không. Mình hy vọng đủ cái ba mấy quyển đó. Rồi bây giờ chúng ta hồi hướng A Di Đà Phật.